Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nadifalax được sản xuất tại Nadifa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Nadifalax cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Nadifalax Hoạt chất Macrogon 4000, Polyethylene Glycol 4000 Các tá dược cần thiết, Saccharin, bột hương cam vừa đủ một gói thuốc. Dạng bào chế Thuốc bột uống Công dụng và chỉ định của Nadifalax Thuốc này được sử dụng để điều trị chứng táo bón cho người lớn. Cách dùng và liều dùng của Nadifalax Cách dùng Mở gói thuốc rồi hòa tan bột thuốc với nước ấm rồi uống trực tiếp. Pha bột thuốc với nước lọc trên nước đun sôi để nguội đến khi còn khoảng 35 đến 40 C, không nên pha thuốc với các loại nước khác như trà, sữa, nước trái cây, rượu, vì có thể gây ra những tương tác làm giảm tác dụng trên tăng độc tính của thuốc. Lưu ý, hai lần uống thuốc kế nhau cần cách nhau ít nhất 2 giờ. Thuốc sẽ có tác dụng trong vòng 3 ngày và chỉ nên sử dụng trong khoảng thời gian tối đa là 2 tuần. Liều dùng Liều dùng Nadifalax theo sự chỉ định của bác sĩ hoặc sự tư vấn của dược sĩ. Liều thường được sử dụng ở người lớn là 1 đến 2 lần trên ngày, mỗi lần hòa tan một gói thuốc với nước và uống trực tiếp. Thuốc sẽ thể hiện được hiệu quả rõ rệt sau 24 đến 48 giờ kể từ khi bắt đầu dùng thuốc. Chống chỉ định của Nadifalax. Không sử dụng Nadifalax trong điều trị cho các bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất cứ thành phần nào khác của thuốc kể cả tá dược. Bệnh nhân tắc ruột hoặc bán tắc ruột, bệnh nhân mắc bệnh viêm loét đại trực tràng, bệnh Crohn, người bị đau bụng mà chưa rõ nguyên nhân. Lưu ý khi sử dụng. Trước khi sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trên dược sĩ báo cáo đầy đủ tình trạng sức khỏe, tiền sử dị ứng, bệnh tật, bệnh trạng hiện tại, tình trạng có thai trên cho con bú. Đồng thời cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong tờ giấy hướng dẫn kèm theo hộp thuốc. Không nên sử dụng thuốc trong thời gian dài, chỉ nên tối đa là khoảng 2 tuần. Thuốc chỉ có vai trò hỗ trợ điều trị kết hợp với việc thực hiện chế độ ăn uống hợp lý để chữa bệnh táo bón, ăn nhiều chất xơ đến rau quả và uống nhiều nước. Nên tập thói quen luyện tập thể dục thể thao và thói quen đi đại tiện đúng giờ. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú Macrogon dường như khá an toàn đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên hoàn toàn có thể sử dụng thuốc Nadifalax cho phụ nữ có thai trên cho con bú. Tuy nhiên cần tham khảo ý kiến bác sĩ về liều dùng và cách dùng thuốc. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tác dụng phụ của Nadifalax Nadifalax là thuốc dung nạp tốt, ít gây ra tác dụng phụ và thường là các triệu chứng không mấy nghiêm trọng, có thể hồi phục. Tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng Nadifalax là tăng khí ruột, đau bụng, buồn nôn hay xảy ra ở các bệnh nhân rối loạn chức năng ruột, hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra còn có một số tác dụng phụ tuy hiếm gặp nhưng lại có hậu quả nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, các bệnh về thận, co giật. Nếu trong quá trình sử dụng thuốc mà gặp phải những triệu chứng nguy hiểm thì phải lập tức ngừng thuốc và báo ngay cho bác sĩ điều trị hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời. Tương tác thuốc. Hiện nay vẫn chưa có những nghiên cứu chứng minh được việc xảy ra tác dụng ngoài ý muốn khi sử dụng Nadifalax trong quá trình dùng các loại thuốc khác. Tuy nhiên cần tham khảo ý kiến bác sĩ trên dược sĩ trước khi muốn dùng đồng thời Nadifalax với các thuốc khác. Thuốc lá và một số loại thực phẩm có thể làm ảnh hưởng đến mức độ của thuốc. Trong thời gian dùng Nadifalax nên tránh sử dụng các chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá. Cần hỏi ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn uống hợp lý. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nadifalax, đồng thời biết cách sử dụng Nadifalax sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham